Lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết tò mò các bạn. Như vậy video của mình đã kết thúc nha bạn ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình,
cũng coi như là để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha bạn. Làm nói lên, đừng im quá, thỉnh thoảng nói lên, nói cho nó nhiễm vào ba cái điện thoại đấy cũng được, không phải im thế đâu, nói lên để cho nó át bớt cái âm thanh bên ngoài đi, để cho nghe bằng đầu, nói những cái vâng vơ lên hoặc là lung tung lên được, tô mò đến chỗ nào hay đoạn nào, cái tô con rắn con mèo thì nói lên. Bây giờ mình sẽ tô nốt kia áo như vậy. Mình sẽ tô nó cái áo. Bây giờ mình sẽ tô đến mắt của con khủng long nha bạn. Mình sẽ tô đến phần kính nha bạn. Cái kính ống nhòm nha bạn. Như vậy video của mình đã kết thúc nha bạn.